Thưa quý vị và các bạn, chiều qua mùng 10 tháng 10, tại nhà văn hóa thôn Làng Đổ, xã Phúc Khánh, Ủy ban nhân dân huyện Bảo Yên tổ chức họp lấy ý kiến các hộ dân về một số nội dung xây dựng khu tái định cư. Cuộc họp lấy ý kiến người dân thôn Làng Nủ về phương án xây dựng cầu thang nhà ở. Theo đó, bà con nhất trí để đơn vị thi công bố trí xây dựng cầu thang phù hợp với địa điểm, địa hình nhà, đảm bảo thuận lợi trong sinh hoạt. Đối với bốc thăm chọn nhà, bà con thống nhất phương án bốc thăm công khai, chọn căn nhà theo số thứ tự sau khi đã xây dựng hoàn chỉnh. Riêng việc xác định đối tượng được bố trí nhà ở tái định cư, huyện Bảo Yên yêu cầu xã Phúc Khánh, thôn Làng Nủ tiến hành họp dân bàn bạc công khai, xác định đối tượng được bố trí nhà ở tái định cư trên tinh thần đoàn kết, vượt qua nỗi đau, cùng đồng lòng xây dựng cuộc sống mới.